Chào mừng các bạn đến với luận bài Web RTC tại Trung tâm Đào tạo Tin học và Phạm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái công nghệ này. Web RTC là một công nghệ để chúng ta có thể stream hình ảnh với âm thanh, hoặc là cái màn hình nền, hoặc là các bạn trao đổi file. Và kết nối ở đây nó sử dụng là peer-to-peer, tức là hai cái client tự trao đổi với nhau. Ví dụ như hai trình duyệt tự trao đổi với nhau mà không cần một server đứng giữa để làm nhiệm vụ truyền tải thông tin. Thì thực ra nó vẫn cần một cái server, nhưng mà cái server đó chỉ làm nhiệm vụ là truyền tải thông tin ban đầu thôi. Và vì các bạn học Socket.io với Node.js rồi, cho nên mình sẽ hướng dẫn với các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng Socket.io và Node.js để làm cái server trung gian đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái demo ha. Mình đã up Node xuống lên trang vanfor93.github.io. Bây giờ mình sẽ đăng ký nick là phố, sign up và chờ một xíu. Thì mình có nhờ một anh tên anh Phát, mình sẽ join vào đây để chúng ta cùng nói chuyện nha. Rồi, ok, anh Phát đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ click vào gọi cho anh Phát nhé. Rồi, ok, thì mình thấy là đây rồi, anh Phát đây rồi ha. Chào anh Phát. Ở đây thì mình có tắt tiếng đi cho nên là mình sẽ không nghe thấy anh Phát nói gì cả. Rồi, thì đây là cái demo của mình. Những online user thì khi mà đăng ký thì nó sẽ hiển thị cái danh sách ở đây. Nếu mà ai thoát ra thì nó sẽ xóa khỏi cái danh sách này và click vào ai thì các bạn sẽ gọi cho người đó. Ok, đó là cái demo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói về cái cấu trúc của nó một xíu. Thì ở đây chúng ta dùng một cái thư viện, đó là thư viện PeerJS, rất là phổ biến trong cái việc các bạn làm web RTC. Và các bạn sẽ có thể xem suộc ở đâu thì các bạn xem ở gì nhỉ, vanfor93.php/RTC ha. Đây là cái project cuối cùng này. Bắt đầu thì mình sẽ bắt đầu từ RTC Start Kit. Bây giờ mình sẽ cùng clone về nhé. Mình copy và mình clone về. Đó, mình CD đến desktop ha. Desktop. Và mình clone. Tức là mình copy cái đường dẫn ở đây này các bạn. Rồi mình clone về thôi. Enter. Thì chờ một chút, nó sinh ra thư mục này. Chúng ta kéo vào. Bây giờ các bạn bắt đầu viết code đây. Nhưng mà mình sẽ nói ở trong này nó có những gì đã. Ở trong file index.html á, thì mình có require jQuery.js này, peer.js này. Ở trong này mình có hai cái thẻ video thôi hết. Và dưới mình require file main.js. Thì jQuery là gì? Ở đây mình sử dụng phiên bản jQuery. Mình vào trang jQuery.com. Các bạn không cần phải download lại, mình chỉ nói cho các bạn biết là cái phiên bản jQuery là phiên bản nào thôi. V3.2.1 nha. Tiếp theo peer.js thì mình lấy ở đâu? Chính là cái đường dẫn này, mình chỉ cần copy đường dẫn này. Mình dán vào đây thôi. Đó. Thì peer.js mình lấy ở đó ha. Các bạn không cần phải download lại. Còn main.js là gì? Main.js là cái file mà mình sẽ bắt đầu viết code ở đây. Đúng không ạ? Main.js mình viết code ở đây. Ở đây là mình load thử cái đô la xem là nó ra được không thôi. Ok. Rồi, mình xin kết thúc video giới thiệu ở đây. Và ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu đi thực hiện project này. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.